Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô rang rộng vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Doan Patisita Nguyễn Khương Duy nhận em Maria Bùi Thị Lan Anh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Em là Maria Bùi Thị Lan Anh, nhận anh Gioan Battista Nguyễn Khương Duy làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lan mãi không. Em Maria Bùi Thị Lan Anh, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Anh Gioan Battista Nguyễn Khương Duy, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng gia đình mới của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho các con để các con luôn luôn đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa. Nhân này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho ai, con đường này. Giây phút có nhau
niềm vui phơi phới, phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới.